Hi, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Weird Movie. Once Upon a Time, tên tiếng Việt là Ngày xưa, là một TV series lấy chủ đề phiêu lưu kỳ ảo. Series gồm 7 mùa và được phát sóng trên kênh ABC từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 5 năm 2018. Bộ phim gồm hai mạch truyện chính, một nói về thế giới thần tiên, nơi các câu chuyện cổ tích thực sự xảy ra, và một nói về thế giới thực, lấy bối cảnh tại một thị trấn giả tưởng có tên là Storybrook. Nếu như mạch truyện thứ nhất thể hiện các câu chuyện cổ tích thông thường, thì nhưng theo một hướng mới mẻ hơn, thì câu chuyện ở thế giới thực kể về cuộc hành trình của Emma Swan và cậu con trai Henry của mình khi cậu bé phát hiện ra người dân trong thị trấn đều là các nhân vật trong truyện cổ tích. Lưu ý đây là một video tóm tắt, do vậy chúng mình sẽ spoil tất tần tật nội dung của series này. Nếu như các bạn không thích bị spoil, hãy dành thời gian để thưởng thức bộ phim này một cách trọn vẹn các bạn nhé. Còn nếu không thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với mùa đầu tiên của Once Upon a Time. Tập 1. Pilot. Emma Swan là một cô gái làm nghề đòi nợ thuê, sống một mình đơn độc. Và đúng sinh nhật 28 tuổi của mình, Henry, đứa con mà cô bỏ rơi 10 năm trước xuất hiện. Cậu bé tin rằng Emma đến từ một thế giới khác và chính là con gái của Hoàng tử và Bạch Tuyết. Theo quyển sách của Henry, Hoàng tử và Bạch Tuyết đã đưa con gái mình vào một cái tủ thần kỳ nhằm bảo vệ cô, vì cô là niềm hy vọng duy nhất hóa giải lời nguyền của Hoàng hậu độc ác. Đó là đóng băng thời gian của tất cả nhân vật trong thế giới cổ tích và đưa họ đến với thời hiện đại. Không tin lời Henry, Emma đưa cậu quay về nhà ở Storybrook. Đây chính là nơi mà các nhân vật cổ tích bị mắc kẹt và không nhớ bản thân mình là ai. Emma gặp Hoàng hậu độc ác, hiện là thị trưởng Regina và cũng là mẹ nuôi của Henry, cùng Mary Margaret, cô giáo của Henry và chính là nàng Bạch Tuyết. Thời điểm Emma quyết định ở lại Storybrook, thời gian tại đây bắt đầu chạy, chứng tỏ lời nguyền đang bắt đầu yếu đi. Tập 2. The Thing You Love Most. Regina làm mọi cách để đuổi Emma ra khỏi Storybrook. Cô tặng cho Emma một giỏ táo mà Henry không cho Emma ăn, kêu tờ báo địa phương viết bài viết về việc Emma phá hủy mốc ranh giới của thị trấn, rồi ép bác sĩ Archie gài bẫy lừa Emma bị bắt vào tù. May mắn thay, Henry và cô giáo Mary Margaret đã tới kịp thời bảo lãnh cho cô. Để trả đũa, Emma dùng máy cưa đốn hạ một cây táo của Regina. Sau đó, Regina hẹn gặp Emma để làm hòa. Cô lừa Emma nói ra suy nghĩ của mình rằng Henry bị điên, để cậu bé nghe được và bỏ đi. Nhưng Emma đã kịp giải thích và quyết định giúp cậu bé phá hủy lời nguyền. Mặt khác, về cách mà Hoàng hậu xấu xa thi triển lời nguyền bóng tối, bà ta đã cướp lời nguyền từ tay Maleficent, sau đó giết người hầu của mình, cũng chính là người cha mà bà yêu thương nhất, để lấy tim ông làm nguyên liệu cho nó. Ở thế giới thực, ông cô chủ thị trấn xuất hiện đề nghị giúp đỡ Regina, tiết lộ hắn là người đã mua Henry cho Regina. Gold chính là Rumpelstiltskin, kẻ đã đưa ra dự báo về con gái của Bạch Tuyết và Hoàng tử, cũng như chỉ cho mụ hoàng hậu cách thi triển lời nguyền bóng tối. Tập 3. Snow Falls. Henry tìm ra hoàng tử, hiện là một người đàn ông vô danh nằm hôn mê trong bệnh viện, nơi mà Mary Margaret làm tình nguyện viên. Cậu bé nhờ Emma thuyết phục cô giáo tới đó đọc truyện cổ tích cho người đàn ông nghe để giúp anh tỉnh lại. Sau khi nghe câu chuyện, người đàn ông tỉnh lại rồi bỏ đi, khiến cả nhóm của Emma và cảnh sát trưởng Graham đi tìm. Họ bắt gặp anh nằm dưới suối, nhờ sự giúp đỡ của Mary Margaret mà người đàn ông đã tỉnh lại. Tuy nhiên lúc này, Regina tìm tới một người phụ nữ có tên là Catherine Nolan, gọi người đàn ông là David và tự nhận là vợ của anh ta. Emma sau đó đã dọn đến ở cùng với Mary Margaret. Ở thế giới cổ tích, người xem được theo dõi lần gặp gỡ đầu tiên của Bạch Tuyết và Hoàng tử. Hoàng tử Charming cùng vị hôn thê Abigail đang băng rừng thì bị phục kích. Charming đuổi theo tên cướp để lấy lại túi trang sức có chiếc nhẫn của mẹ mình. Anh đánh bẫy tên cướp và phát hiện ra đó là Bạch Tuyết đang bị Hoàng hậu truy nã. Cả hai thỏa thuận Bạch Tuyết sẽ cùng anh lấy lại chiếc nhẫn đã bán cho quỷ lùn, đổi lại Hoàng tử sẽ không báo cho Hoàng hậu. Hai người trải qua nhiều khó khăn, thành công lấy lại nhẫn, rồi sau đó đường ai nấy đi. Tập 4. The Price of Gold. Theo truyện cổ tích, nàng Lọ Lem vẫn tham dự vũ hội để gặp hoàng tử, thế nhưng tại đây không phải là nhờ bà tiên đỡ đầu mà là Rumpelstiltskin, vì hắn đã giết bà tiên và đề nghị Lọ Lem ký một thỏa thuận với hắn. Khi cô đã thành hoàng hậu, hắn xuất hiện và nói rằng mình muốn đứa con đầu lòng của Lọ Lem và hoàng tử Thomas. Đôi vợ chồng lên kế hoạch đề nghị hắn ký thỏa thuận mới bằng một cây bút phép thuật sẽ làm đóng băng hắn ngay khi hắn đặt bút ký. Họ thành công, nhưng Rumpelstiltskin nói rằng mọi phép thuật đều có một cái giá, và cái giá của Lọ Lem đó chính là chồng cô. Hoàng tử Thomas phải biến mất tới ngày họ trả món nợ với hắn. Tại thế giới thực,
Emma vô tình làm đổ cà phê lên người ở quán ăn. Cô tới phòng giặt, gặp và khích lệ một cô gái trẻ đang mang thai có tên là Ashley Boyd, cũng chính là nàng lọ lem. Ashley đột nhập vào tiệm cầm đồ của ông Gold rồi bỏ trốn. Emma biết được Ashley đã chấp nhận bán con của mình cho ông Gold nhưng rồi không giữ lời. Cô tìm được Ashley đang sắp sinh và đưa cô trở lại phòng sinh, đồng thời tự mình làm một thỏa thuận khác với Gold để giữ lấy đứa con cho Ashley. Sau đó Emma đồng ý trở thành phụ tá cho cảnh sát trưởng Graham, người đang có quan hệ với thị trưởng Regina. Tập 5. That Still Small Voice. Ngay khi cảnh sát trưởng trao phù hiệu cho Emma thì hầm mỏ của Storybrooke bị sập. Trong lúc phong tỏa hiện trường, Regina yêu cầu bác sĩ Archie phải loại bỏ ảo tưởng ra khỏi đầu của Henry, nếu không cô sẽ phá hủy cuộc đời của anh. Archie sau đó lớn tiếng với Henry làm cậu bé bỏ đi. Vì muốn tìm sự liên kết của Storybrooke với thế giới cổ tích, Henry đã chui xuống hầm mỏ và Archie đuổi theo. Hầm mỏ sập khiến cả hai bị kẹt bên trong. Trò chuyện với Henry, Archie mới nhớ ra mình thật sự muốn trở thành người như thế nào. Sau đó Emma đến giải cứu cho cả hai. Còn tại thế giới cổ tích, Jiminy xuất thân từ một gia đình bất lương, cha mẹ thì múa rối còn anh thì ở phía dưới móc túi của khán giả. Mong muốn được thoát khỏi gia đình, Jiminy tìm đến với Rumpelstiltskin, được hắn cho một lọ thuốc độc với điều kiện là sau khi thuốc có tác dụng, anh phải để họ lại cho hắn mang đi. Tuy nhiên, cha của Jiminy đã nhanh tay đánh cháo khiến một cặp đôi vô tội trúng độc và biến thành con rối, còn con trai của họ thì phải chịu cảnh mồ côi. Nhận ra việc mình đã làm, Jiminy ước bản thân biến thành một chú dế, con vật mà anh yêu thích và cô tiên xanh đã giúp anh. Sau khi được tự do, Jiminy bắt đầu đi giúp đỡ cậu bé mồ côi kia, chính là Geppetto, người đã tạo ra Pinocchio. Tập 6. The Shepherd. David Nolan sau nhiều đắn đo suy nghĩ đã quyết định bỏ người vợ hiện tại để đến với Mary Margaret. Tuy nhiên trên đường đi đến điểm hẹn với Mary Margaret, anh gặp Regina và cô ta chỉ anh đến tiệm của ông Gold. Tại đây David nhớ lại cuộc hôn nhân trước đây, anh đến điểm hẹn nói lời chia tay với Mary Margaret và quay về với vợ. Trong khi đó Emma vô tình bắt gặp cảnh sát trưởng Graham treo qua cửa sổ nhà Regina và phát hiện anh đang có quan hệ qua lại với bà thị trưởng. Ở thế giới cổ tích, hoàng tử James của vua George bị Behemoth giết chết khiến ông phải tìm một hiệp sĩ giết rồng khác cho vua Midas. Rumpelstiltskin đã xuất hiện và nói James là do hắn mang về cho nhà vua nhờ vào thỏa thuận để cứu lấy trang trại của một gia đình nghèo và họ vẫn còn một người em song sinh của James. Lúc này trang trại lại rơi vào cảnh khó khăn và Rumpelstiltskin đến để làm một thỏa thuận khác, đưa người em song sinh đi giết rồng để cứu giúp cho trang trại. Người em đồng ý và thành công giết được rồng, sau đó anh trở thành hoàng tử Charming. Vua Midas đề nghị hợp nhất hai vương quốc bằng hôn lễ của Charming và con gái ông, Abigail, và nhận được sự đồng ý của vua George lẫn Charming, nếu không ông sẽ san phẳng trang trại của nhà anh. Tập 7. The Heart is a Lonely Hunter. Cảnh sát trưởng Graham sau khi vô tình hôn Emma đã bắt đầu nhớ ra ký ức ở thế giới cổ tích của mình. Anh chính là gã thợ săn được bầy sói nuôi lớn mà hoàng hậu đã phái đi giết Bạch Tuyết. Tuy nhiên chính vì đã tha cho Bạch Tuyết nên anh bị hoàng hậu lấy mất trái tim. Trở về thế giới thực, Graham cùng Emma tìm đến hầm mộ cha của Regina, nơi có ký hiệu giống với căn hầm mà mụ hoàng hậu đã giấu trái tim anh. Graham lao vào tìm tim mình đúng lúc Regina tới đặt hoa cho cha. Cô buộc tội Emma cướp Graham khỏi mình và cả hai xảy ra xô xát. Quay về sở cảnh sát, Graham băng bó cho Emma và hai người nảy sinh tình cảm. Cả hai hôn nhau và Graham nhớ ra tất cả mọi chuyện. Nhưng ngay lúc này, Regina bóp nát trái tim Graham trong căn hầm khiến anh đổ gục. Tập 8. Desperate Souls. Sau cái chết của cảnh sát trưởng, Regina quyết định sa thải Emma và đưa Sidney Glass, phóng viên tờ báo địa phương và là tay chân của cô, lên vị trí cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, thị trưởng chỉ có thể cử ra ứng viên và một cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Nhằm giúp Emma chiến thắng, ông Gold đã dàn xếp một vụ cháy để Emma làm người hùng cứu Regina, nhưng cô đã vạch trần ông trước mặt mọi người ngay tại buổi tranh luận của hai ứng cử viên. Việc chống lại Gold giúp Emma giành được cảm tình của người dân và chiến thắng. Hóa ra tất cả đều đã được cô tính toán từ trước, vì ông biết rằng người dân còn sợ ông hơn cả thị trưởng, nên ông chắc chắn hành động của Emma sẽ giúp cô chiến thắng. Trong câu chuyện cổ tích, Rumpelstiltskin để ngăn con mình bị bắt đi phục vụ chiến tranh đã mạo hiểm đi giết hắc nhân, một kẻ có quyền năng phép thuật, để đoạt được sức mạnh của hắn và trở thành hắc nhân mới, sau đó giết hết tất cả những ai có ý định bắt con hắn đi. Hoàng hậu độc ác bắt cóc cha của Gretel và Hansel để dụ dỗ hai chị em đến nhà phù thủy mù trộm quả táo độc cho mình để đầu độc Bạch Tuyết. Sau khi trộm thành công, hoàng hậu đề nghị trả công cho hai chị em bằng cách cho họ ở lại lâu đài của mình. Nhưng Gretel và Hansel kiên quyết từ chối để đi tìm cha. Nhận thấy không gì lay chuyển tình cảm gia đình của ba người, hoàng hậu quyết định thả cha của hai đứa nhỏ để cả gia đình họ có thể tìm thấy nhau. Tại Storybrooke, Emma chạm trán hai đứa trẻ mồ côi nhà Zimmer, chúng ăn trộm đồ tại cửa hàng và vu khống cho Henry, không muốn thấy
chúng bị nhận nuôi vào những ngôi nhà tệ hại như mình trước đây, Emma quyết định tìm cha của chúng. Nhờ cái la bàn mà mẹ của hai đứa trẻ đã để lại, Emma tìm ra cha chúng là Michael Tillman, chủ một gara trong thị trấn. Nhưng anh không đủ can đảm để nhận lại con mình. Khi thấy hai đứa con mình sắp đi Boston để đẩy vào dịch vụ nhận nuôi, Michael thay đổi suy nghĩ và quyết định nhận lại chúng. Cùng lúc đó, một người đàn ông lạ mặt chạy xe đến và quyết định dừng chân tại Storybrooke. Ở Storybrooke, David và Mary Margaret đều đang vật lộn với tình yêu đơn phương của mình. Họ thường tới quán ăn lúc 7 giờ 15 phút sáng để được nhìn thấy nhau, còn Catherine thì nghĩ rằng mình đã có thai. Nhưng hóa ra, kết quả cho thấy cô không mang thai, làm cho David quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu mà đến với Mary Margaret. Tại thế giới cổ tích, Bạch Tuyết và Hoàng tử đã yêu nhau sau lần gặp đầu tiên. Nhưng Bạch Tuyết lại đau lòng khi biết Hoàng tử Charming sắp kết hôn với công chúa Abigail, con của vua Midas. Cô tìm tới Rumpelstiltskin, đổi một sợi tóc để lấy thứ thuốc giúp cô có thể quên đi cuộc tình này. Trước khi kịp uống thuốc thì cô nhận được thư của hoàng tử và lẻn vào lâu đài để tìm anh. Tại đây cô gặp được Cáu Kỉnh, một trong các chú lùn đang bị giam ở đây và giúp Cáu Kỉnh chạy thoát, còn mình thì bị đưa đến chỗ vua George. Vua George ép Bạch Tuyết đi gặp hoàng tử Charming nói rằng mình không yêu anh, rồi được 7 chú lùn đưa về nhà. Hoàng tử Charming sau đó đi tìm Bạch Tuyết trong rừng. Còn Cáu Kỉnh biết được tin đám cưới của hoàng tử đã bị hủy. Nhưng khi ông về báo cho Bạch Tuyết thì phát hiện cô đã uống thứ thuốc độc của Rumpelstiltskin. Cindy Glass, người trước đây là đối thủ cạnh tranh trước cảnh sát trưởng với Emma, tìm đến cô, nói rằng ông đã bị đuổi và giờ muốn tìm cách vạch trần bộ mặt thật của thị trưởng. Hai người phát hiện Regina đang dùng ngân sách của thị trấn để xây một ngôi nhà và đưa bằng chứng đến hội đồng thành phố để tố giác. Nhưng thật ra Regina đang xây một khu vui chơi mới cho trẻ em, còn toàn bộ vụ việc là do Regina đã lên kế hoạch, bao gồm gài Sydney vào làm đồng minh để lấy được sự tin tưởng của Emma. Mặt khác, quyển sách của Henry đã bị kẻ lạ mặt vừa đến thành phố trộm mất. Lại nói về thế giới cổ tích, vua Leopold, cha của Bạch Tuyết nhặt được một cây đèn thần và được thần đèn cho ba điều ước. Ông ước một điều ước giúp thả tự do cho thần đèn, rồi dùng điều ước thứ hai để cho hắn điều ước còn lại của mình. Thần đèn sau đó được vua đưa vào cung điện làm người thân tín nhưng bị hoàng hậu mê hoặc. Hoàng hậu lừa hắn giết nhà vua cho mình, rồi dự định đuổi thần đèn đi. Thần đèn sử dụng điều ước còn lại, ước mình được ở bên hoàng hậu mãi mãi. Điều ước trở thành hiện thực, khiến hắn suốt đời bị nhốt trong chiếc gương của hoàng hậu. Tập phim bắt đầu bằng việc Belle, chính Belle trong chuyện Người đẹp và quái vật, đồng ý trở thành quản gia của Rumpelstiltskin để cứu gia đình cô khỏi cuộc chiến tranh với Trần Tinh. Sau một thời gian ở lại lâu đài, Belle và Rumpelstiltskin dần có tình cảm với nhau và hắn quyết định thả tự do cho cô. Trên đường đi, Belle gặp hoàng hậu độc ác và được nghe bà ta nói về việc một nụ hôn của chân tình có thể biến Rumpelstiltskin trở lại thành người. Cô quay trở lại lâu đài, trao nụ hôn cho Rumpelstiltskin và lời nguyền dần biến mất. Ngay lúc này hắn nhận ra đây chính là mưu kế của hoàng hậu để làm hắn mất hết quyền năng nên nổi điên lên và nhốt Belle lại, nhưng thả cô đi chỉ một thời gian ngắn sau đó. Một thời gian sau, hoàng hậu đến chỗ Rumpelstiltskin và nói rằng sau khi ở cùng hắn, Belle đã bị cha mình đối xử thô bạo đến mức phải tự tử chết. Quay về Storybrooke, một người bán hoa có tên là Mo French chính là người cha của Belle. Vì thiếu nợ ông Gold nên đã bị ông này lấy đi chiếc xe tải của mình. Sau đó nhà Gold bị mất trộm và Emma đã giúp lấy lại phần lớn số đồ bị trộm từ chỗ của Mo. Nhưng Gold nói rằng vẫn còn thiếu một thứ. Gold sau đó bắt cóc Mo và đánh đập ông ta, chút giận cho cái chết của Belle. Emma đến kịp thời và tống Gold vào tù. Regina đến gặp Gold, đưa cho ông thứ mà ông bị mất, cái cốc mẻ do Belle làm rơi khi mới đến nhà ông. Đồng thời cả hai người tiết lộ thân phận thật cho nhau. Cuối phim cho thấy Belle thật ra vẫn chưa chết mà đang bị Regina nhốt trong bệnh viện. Vì không muốn cưới công chúa Abigail, hoàng tử Charming quyết định bỏ trốn nhưng bị chính người của công chúa bắt lại. Cô nói mình cũng không muốn cưới anh vì cô đã yêu một người khác, đó là Frederick. Frederick là một cận vệ của vua Midas, vô tình bị biến thành vàng do sức mạnh của nhà vua khi lao ra cứu mạng ông. Abigail nói nước hồ Nostos có thể đưa Frederick quay lại và hoàng tử đồng ý giúp cô đi lấy nước hồ. Sau khi giết mỹ nhân ngư canh giữ hồ và lấy được nước về giải thoát cho Frederick, hoàng tử chia tay cặp đôi để tiếp tục hành trình tìm kiếm Bạch Tuyết của mình. Lại nói đến Storybrooke, từ khi quyết định quay lại với nhau, David và Mary Margaret vẫn luôn hẹn hò trong bí mật. Nhưng David đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình với Catherine mà không đề cập gì tới Mary Margaret. Biết được sự thật từ Regina, Catherine đến trường học vạch trần vụ ngoại tình của chồng cô trước mặt mọi người, khiến cư dân trong thị trấn đều coi thường Mary Margaret. Mary chia tay với David, còn Catherine thì rời khỏi thị trấn, để lại một lá thư nói rằng David và Mary có thể ở bên nhau, nhưng đã bị Regina đốt mất. Trên đường đi, Catherine gặp tai nạn và một giáo viên thể chất vô tình bắt gặp chiếc xe bị bỏ trống của cô. Mặt khác, Emma đã tìm thấy quyển sách của Henry và biết được tên của kẻ lạ mặt trong thị trấn là August Booth. Trong thế giới cổ tích, các chú lùn khi vừa sinh ra sẽ được trao cây cuốc quyết định tên của mình.
và tên của cáo kỉnh khi đó là Mộng Mơ. Anh cùng cô tiên Nova đem lòng yêu nhau và cả hai muốn ra khơi để đi ngắm nhìn thế giới. Thế nhưng, Bossy và cô tiên xanh đã ngăn anh lại, nói rằng người lùn thì không thể yêu và nếu anh bỏ đi cùng với Nova thì Nova sẽ không thể trở thành tiên đỡ đầu như mình mong ước. Vì lẽ đó, Mộng Mơ chia tay với Nova và quay lại hầm mỏ, anh đập gãy cây cuốc có tên của mình và khi được trao lại cây cuốc khác, tên của anh đã trở thành cáo kỉnh. Ở thế giới thực, Mary Margaret đi làm tình nguyện viên bán nến cho các nữ tu sĩ trong ngày hội thợ mỏ. Tham gia cùng cô có Leroy, một tên bậm nhậu có tiếng trong thị trấn. Lý do là vì Leroy đã có cảm tình với Sir Astrid, một trong các nữ tu sĩ. Sir Astrid do sai sót đã khiến tu viện mất tiền và Leroy hứa sẽ giúp cô kiếm ra tiền để trả nợ. Sau khi gạ bán con tàu của mình cho ông Gold không thành, Leroy phá hệ thống điện khiến cả lễ hội mất điện và làm cho mọi người phải mua nến của mình. Thành công kiếm đủ tiền cho Sir Astrid. Trong lúc đó, Emma đang điều tra về vụ mất tích của Catherine và hướng sự chú ý về phía David. Tại Storybrooke, cô phục vụ Ruby cãi nhau với bà mình và quyết định nghỉ việc tại quán Granny. Mary Margaret phát hiện ra David có nhiều biểu hiện kỳ lạ và tới nhờ Emma tìm David giúp. Bằng khả năng theo dấu đáng kinh ngạc, Ruby giúp Emma tìm ra David đang nằm bất tỉnh trong rừng. Họ khám phá ra David không hề nhớ gì từ tối hôm trước và lo lắng rằng việc mất trí nhớ này có thể xảy ra khi Catherine mất tích. Ruby tới chỗ cây cầu theo chỉ dẫn của Emma để tìm manh mối và phát hiện ra một cái hộp gỗ chứa một quả tim người. Quá sốc với thứ nằm trong hộp, Ruby quyết định quay về làm lành với bà mình. Còn dấu vân tay trên chiếc hộp thì thuộc về Mary Margaret. Ở thế giới cổ tích, cô bé quàng khăn đỏ không chỉ là một cô gái bình thường mà còn là một người có khả năng biến thành sói khổng lồ. Chiếc áo choàng màu đỏ cô mang là một cái áo ma thuật mà bà của cô xin từ một vị phù thủy để ngăn cô biến thành sói. Nhưng khăn đỏ lại hiếm khi mặc nó, dẫn đến việc cô thường xuyên biến hình, giết cừu và giết cả những người thợ săn sói. Quay lại câu chuyện của hoàng tử Charming và Bạch Tuyết, ngay khi người của vua George đuổi kịp Charming, cô bé quàng khăn đỏ đã biến thành sói chặn họ để anh có thể chạy thoát. Về phía Bạch Tuyết, từ khi uống thuốc của Rumpelstiltskin, cô đã thay đổi hoàn toàn và dự định đi giết hoàng hậu. Cáo kỉnh đuổi theo đưa cô tới chỗ Rumpelstiltskin để hắn có thể chữa cho cô, nhưng hắn nói rằng mình không thể, còn Bạch Tuyết nhờ hắn chỉ chỗ cũng như cách giết hoàng hậu. Hoàng tử biết chuyện liền đuổi theo đến lâu đài Rumpelstiltskin nhưng không kịp. Anh làm một thỏa thuận với hắn, đổi chiếc áo choàng để lấy thông tin vị trí của Bạch Tuyết và cách để chữa cho cô. Anh ngăn chặn vừa kịp lúc Bạch Tuyết định giết hoàng hậu và trao cho cô một nụ hôn giúp cô tỉnh lại. Đúng lúc này, lính của vua George ập tới và bắt hoàng tử đi. Bạch Tuyết quay trở về xin lỗi bảy chú lùn và cùng họ lên đường cứu người yêu. Còn ở thế giới thực, ngày càng nhiều bằng chứng xuất hiện gây bất lợi cho Mary Margaret như con dao hung khí nằm trong nhà cô và ADN của quả tim trùng với Catherine. Không còn cách nào khác, Mary thuê Gold làm luật sư cho mình, trong khi Emma nghi ngờ chính Regina đã gài bẫy Mary nhưng không có bằng chứng. Cùng lúc đó, Mary nhặt được một chiếc chìa khóa phòng giam ngay dưới sàn. Còn David, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Archie, đang dần lấy lại được những mảnh ký ức của mình. Hoàng hậu độc ác tìm đến thợ làm mũ điên nhờ giúp mình lấy lại một thứ đã mất để có tiền lo cho con gái. Anh đồng ý dùng chiếc mũ ma thuật của mình đưa hoàng hậu đến xứ sở thần tiên để giải cứu cho cha bà ta đang bị nữ hoàng cơ giam cầm. Nhưng sau đó anh bị hoàng hậu nhốt lại xứ sở thần tiên. Anh bị đưa đến chỗ nữ hoàng cơ và bị tra hỏi cách mà anh đến được nơi đây. Dù đã giải thích rằng một chiếc mũ bình thường không thể hoạt động nếu không có ma thuật, thợ làm mũ vẫn bị nhốt tới khi làm ra chiếc mũ hoạt động được thì mới được thả ra. Ở Storybrooke, Mary Margaret dùng chiếc chìa khóa dưới sàn cho Gold và Regina sắp đặt để bỏ trốn, khiến Emma phải đi tìm cô về trước phiên tòa sáng hôm sau. Tuy nhiên, cả hai đều bị thợ làm mũ điên, lúc này có tên là Jefferson bắt cóc. Jefferson nhớ hết những gì đã xảy ra ở thế giới cổ tích. Anh biết Emma có khả năng đặc biệt làm thay đổi thị trấn nên chĩa súng ép cô làm cho anh một chiếc mũ hoạt động được để có thể đoàn tụ với con gái. Emma làm ra một chiếc mũ nhưng nó vẫn chỉ là mũ bình thường. Một cuộc xô xát xảy ra, Mary Margaret đẩy thợ làm mũ bay qua cửa sổ và anh biến mất, chỉ còn lại cái mũ mà Emma đã làm. Regina trước khi trở thành hoàng hậu độc ác là một cô gái bình thường có niềm đam mê cưỡi ngựa. Cô vô tình cứu được Bạch Tuyết, con gái của vua Leopold đang bị mắc kẹt trên lưng ngựa và được nhà vua cầu hôn. Dù gia đình đã đồng ý, cô lại không hề muốn cưới nhà vua mà chỉ đem lòng yêu người trong ngựa của gia đình Daniel. Bạch Tuyết vô tình nhìn thấy Regina và Daniel và hứa rằng sẽ giữ bí mật cho hai người, nhưng vì muốn giúp cặp đôi nên Bạch Tuyết đã nói cho mẹ của Regina biết, dẫn đến việc bà ta ra tay giết Daniel trước mặt Regina. Chính vì việc này mà hoàng hậu cực kỳ căm thù Bạch Tuyết. Quay lại Storybrooke, nhờ sự gợi ý của August Booth, Emma quay trở lại nơi phát hiện ra quả tim và tìm thấy mảnh vỡ của một cái xẻng. Hai người đột nhập vào nhà của Regina và biết đó chính là cái xẻng của cô ta. Nhưng hôm sau, khi mang lệnh khám xét đến thì cái xẻng đã biến mất và Emma biết Sydney chính là gián điệp mà Regina đã cài vào. Ngay sau đó, cô phát hiện ra Catherine vẫn còn sống trong một con hẻm.
Quay trở lại câu chuyện của hai cha con Rumpelstiltskin, sau khi trở thành hắc nhân, Rumpelstiltskin ngày càng xấu xa và hại người nhiều hơn, do đó con trai ông đã cùng ông thực hiện một giao kèo. Nếu cậu ta tìm ra cách để làm Rumpelstiltskin quay trở lại trước kia mà không phải giết ông thì ông sẽ đồng ý thực hiện. Cậu bé tìm tới sự giúp đỡ của cô tiên xanh, được cô tặng cho một hạt đậu thần dẫn đến một thế giới khác không có phép thuật. Khi cậu gieo hạt đậu thần để mình và cha đi qua thì Rumpelstiltskin lại không dám thực hiện lời hứa, khiến cho con trai mình bị thất lạc trong một thế giới khác. Còn tại thế giới thực, Catherine quay về, nói rằng mình bị bắt cóc và giúp Mary Margaret được minh oan. August Booth thì giả vờ làm người con trai thất lạc của Gold, dụ dỗ ông đào con dao hắc nhân lên để cố khống chế ông, mà không nhận ra phép thuật không tồn tại ở thế giới này. August nói mình bị bệnh và đang cố gắng thuyết phục Emma tin vào phép thuật, nhưng lo rằng mình không còn đủ thời gian. Gold thả anh ta ra và trong lúc đó Regina bắt Sydney đứng ra nhận tội bắt cóc Catherine thay mình. Danh tính thật sự của August Booth chính là Pinocchio, chú bé người gỗ, con của bác thợ mộc Geppetto. Khi hoàng hậu độc ác bắt đầu thi triển lời nguyền hắc ám, Geppetto biết Pinocchio sẽ không bao giờ xuất hiện tại thế giới thực vì cậu bé thật ra chỉ là gỗ, nên khi cô tiên xanh nhờ ông đóng chiếc tủ thần kỳ đủ để cứu được hai người khỏi lời nguyền. Geppetto đã đồng ý với điều kiện Pinocchio phải có được một trong hai vị trí đó, và cậu bé sẽ làm nhiệm vụ nhắc nhở con của hoàng tử và bạch tuyết nhớ ra sứ mệnh giải cứu thế giới cổ tích của mình. Chính vì thế mà August vẫn nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới của mình. August đưa Emma về nơi mà anh tìm thấy cô và cố gắng thuyết phục Emma nhưng bất thành. Quá chán nản, August quay về phụ giúp bác thợ mộc Marco, chính là Geppetto. Còn Emma thì quyết định đưa Harry cùng mình rời khỏi Storybrooke. Vua George sau khi bắt được hoàng tử Charming thì giao anh cho hoàng hậu độc ác. Hoàng hậu dùng hoàng tử để làm mồi nhử Bạch Tuyết đến cứu anh. Sau đó bà hẹn gặp Bạch Tuyết ngay tại ngôi mộ của Daniel và nói cho cô nghe sự thật về cái chết của Daniel mà cô đã gây ra, rồi ép cô phải ăn quả táo độc chứa lời nguyền ru ngủ, nếu không sẽ giết hoàng tử. Bạch Tuyết đồng ý ăn quả táo và ngã xuống, ngừng thở. Còn tại Storybrooke, Harry cầu xin Emma ở lại để giải cứu mọi người nhằm tống khứ Emma vĩnh viễn. Regina quyết định trả chiếc mũ ma thuật cho Jefferson và nhờ anh đưa cô quay lại thế giới cổ tích. Còn cô hứa sẽ giúp anh đoàn tụ với con mình. Bằng chút phép thuật còn sót lại của Regina ở thế giới thực, Jefferson giúp cô lấy lại được quả táo độc ngay khi nó rời khỏi tay Bạch Tuyết. Regina làm một chiếc bánh táo từ quả táo đó và tặng nó cho Emma. Gold cảnh báo Regina rằng mọi phép thuật đều có một cái giá, nhưng cô không nghe. Henry biết chiếc bánh đó có độc và để chứng minh điều đó cho Emma, cậu bé cắn nó một phát và đổ gục ngay lập tức. Hoàng tử Charming thoát ra khỏi nhà giam để đến với Bạch Tuyết, nhưng anh bị mắc kẹt trong khu rừng vô tận. Rumpelstiltskin xuất hiện là một thỏa thuận với hoàng tử. Ông ta đưa anh cái nhẫn có phép thuật giúp tìm ra Bạch Tuyết với điều kiện anh phải giúp ông ta giấu loại thuốc chân tình, thứ thuốc được bào chế từ sợi tóc của hoàng tử và Bạch Tuyết, vào trong bụng của Maleficent. Hoàng tử thành công và tìm tới được Bạch Tuyết, lúc này đang nằm trong quan tài kính. Bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực, hoàng tử đánh thức cô và cả hai quay về cùng nhau giành lại vương quốc. Tại Storybrooke, sau khi Henry bị trúng độc, Emma mới nhận ra tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Cô cùng với Regina tới tìm Gold để hỏi ông cách chữa cho Henry. Gold nói rằng chỉ có tình yêu đích thực mới chữa được cho cậu bé. Và yêu cầu Emma đi lấy thuốc đó ở chỗ Maleficent đang bị giam dưới hầm. Emma thành công đánh bại Maleficent và lấy được lọ thuốc nhưng bị cô lừa mang đi. Cùng lúc đó, Jefferson giải thoát cho Belle bị giam dưới hầm, bảo cô trở về nói với Gold rằng Regina đã giam giữ cô nhằm trả thù Regina đã thất hứa với mình. Emma và Regina thất vọng quay trở về nhìn con trai đã chết của mình. Emma hôn Henry, nụ hôn của tình yêu mà người mẹ dành cho con, giúp cậu bé tỉnh lại và phá giải lời nguyền trên thị trấn. Mọi người nhớ ra và quay về với nhau, nhưng cùng lúc đó, Gold dùng lọ thuốc chân tình để đem phép thuật đến thế giới này. Và vừa rồi là những diễn biến chính của mùa đầu tiên series Once Upon a Time. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like, share và comment để chúng mình tiếp tục các mùa kế tiếp của series nhé. Way Too Weird, out.